Perfectly Imperfect. Thế giới hiện đang có khoảng 275 triệu người bị bệnh. Anxiety disorder. Rối loạn vì lo âu. 275 triệu người là khoảng 4% dân số thế giới. Bệnh này có nhiều triệu chứng khác nhau nhưng thường gặp nhất là lo âu trong tương lai bất định, cảm giác chuyên viên, mất khả năng tập trung. Tay chân không ngừng cử động một cách vô thức thường xuyên nhức đầu, run rãi không relax được. Thường xuyên đổ mồ hôi, nóng thở gấp, đau, chóng mặt, khô miệng. Thế giới mới với đầy rẫy vật chất, test và overlock thông tin, hiệu quả sự thuận tiện online chỉ làm cho con người ngày càng bệnh nặng. Mental health, sức khỏe tinh thần là vấn đề đã trở thành vấn nạn cùng với sự phát triển quá nhanh quá nguy hiểm của xã hội. Có lẽ con người cần chậm lại tự hỏi điều gì mới thật sự có ý nghĩa đối với cuộc đời mình. Có lẽ ta không nên cứ phó mặc cuộc đời mình cho thuật toán, cho approval, sự đồng thuận hời hợt online của mạng xã hội, sự đánh giá ác độc của xã hội về cách chúng ta nên thành công và nên sống. Con người chẳng ai là perfect. Bạn cũng vậy, tôi cũng vậy. Chấp nhận sự imperfect không hoàn hảo của bản thân không có nghĩa là ta hạ thấp tiêu chuẩn hay bị tách biệt khỏi xã hội này. Biết con người đã là không perfect rồi thì ta không tự hành hạ đánh giá so sánh mình với ai nữa cả. We are perfectly imperfect. Ta không hoàn hảo một cách vô cùng hoàn hảo và ai cũng thế và ai cũng thế cả không việc gì phải oan mình chịu đựng sự khắc khe chỉ trích của xã hội không việc gì phải sợ hãi lời ông tiếng ve về sự nên thành công thất bại kiểu gì của ta ai trên đời này cũng perfectly imperfect cuộc sống của bạn này do bạn quyết định sao phải là ai đó khác để rồi đẩy bản thân vào vấn nạn rối loạn lo âu ai nói gì nghĩ gì đánh giá ai ra sao là chính họ bị bạn đó